xin mời chào đến tất cả quý bàn khán giả của kênh Vi Mạch Chỉ Tay hôm nay kênh Vi Mạch Chỉ Tay tiếp tục làm một cái bài để nói về cái cái tiểu hạn có nghĩa là người ta hay nói nôm na là là năm nay tuổi này tốt hay là xấu à, như thế nào ha thì nói lúc na là vậy còn đối với cái bộ môn những cái người mà có nghiên cứu về thuật số đấy thì người ta sẽ sử dụng cái từ chuyên môn đó là cái lưu tiểu hàn của mình à, trong năm 2024 thì sẽ như thế nào thì trong cái bài hôm nay kênh Bí mật chị tây sẽ nói đến à, bàn đến hai cái tuổi đó là tuổi Tây và tuổi hợi mời các bạn cùng theo dõi thì đối với cái bộ môn à, thuật số à, nói chung và cái tử vi nói nói riêng đấy thì riêng về cái bộ môn à, tử vi đấy thì à, là cái bộ môn mà có thể nói là cái kiến thức của nó à, khá là khó à cái khó ở đây đấy khó ở đây có nghĩa là cái người à, người nghe thì cần phải có một cái nền tảng kiến thức nhất định thì lúc đó khi mà nói đến các cái phạm trù các cái khái niệm đấy thì mình mới mới hiểu và khi mình hiểu rồi đấy thì mình mới mới có thể thích à còn cái gì mà mình nói mình không hiểu thì mình mình sẽ về cảm giác là chán ha về cảm giác không 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 thích đấy thì hôm nay kênh bí mật chỉ tay cũng muốn chia sẻ với các bạn về cái cách coi hạn đấy theo bộ môn tử vi. nhớ là cái cái mà hôm nay kênh chia sẻ đấy là thuần túy theo bộ môn tử vi chứ không không theo cái những cái phương pháp khác ha. Đấy. Thì đối với bộ môn tử vi đấy thì khi mà cái 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 xét về cái cung sao vận là cái 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 sao cái hàn hành hình của mình thì nó xét theo cái các cái tầng. cái tầng cái trước hết là xét về cái cái đài hàn của mình đóng ở cái cung nào thì sau khi mà biết đài hàn của mình đến cung nào rồi ấy, thì mới xét đến là xem cái lưu đài hàn của mình rơi vào cái cung nào rồi khi mà xét đến lưu đài hàn cung nào rồi thì mới qua là lưu tiểu hàn của mình rơi cung nào đấy thì bởi vì là không có một cái lá số cụ thể nên là à, tôi chỉ lấy cái xét ở cái, yếu tố đó là lưu tiểu hàn mà thôi đấy thì cái cái mà tôi muốn nói đầu tiên đối với nữ của cái tuổi uh, tuổi tỵ và tuổi hợi tại sao mà tôi lấy cái chung của cái tuổi tỵ hợi ở đây bởi vì cái lưu tiểu hàn của năm 2024 đối với nữ tuổi tỵ và nữ tuổi hợi thì đều nằm đóng tại cái cung thân đây cái cung mà tôi có đánh dấu là màu đỏ ở đây đấy tiểu hàn 2024 của các bạn rơi vào cái cung thân đấy thì cái cung thân này nó sẽ là cái nơi mà nó tượng trưng cho cái cung mình của mình rơi vào đây thì trong cái lá số tử vi thì có 12 cung trong đó có 6 cung cường và 6 cung bàn cái cung cường ấy đó là cái mình tài quan và phúc di phối còn những cung còn lại là cái cái bảng cung đấy thì khi mà mình biết được cái cái ba cung mệnh tài quan của mình rơi vào ở chỗ nào thì mình lấy cái đó làm cái trọng yếu ha để tôi bởi cái cung mệnh của các bạn à, lưu tiểu à, hàn của các bạn nữ tuổi tỵ và tuổi hơi đấy thì sẽ mình sẽ lưu vào ở cái cái cung thân này thứ hai đi ngược chiều thì cái cung tài của mình sẽ rơi vào cái cái cung thìn và cái cung quan của mình sẽ rơi vào cái cung tí đấy rơi vào cung tí ba cung quan trọng ha ba cung quan trọng đối với mình đấy thì làm thế nào để các bạn biết được à, biết được cái năm đó à, họ nói cụ thể là cái năm này à, năm này thì tuổi tỵ và tuổi hợi đấy tuổi tỵ và tuổi hợi thì nó tốt hay là nó xấu Vậy cái tốt và cái xấu này Cái người xem thuật số đấy Thì người ta phải có cái Có cái cơ sở Phải có dựa trên những cái phương pháp Đấy Và cái phương pháp Khi mà dựa trên cái nền tảng phương pháp rồi Thì mới tiến đến cái sự luận đoán Đấy Và sự luận đoán này Thì sẽ mang cái tính chất là Là khoa học Đấy chưa còn không phải là cái vỏ đoán ha. Vỏ đoán thì cái 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 trừ cái trúng cái trật thì nó chỉ có 50 50. Đấy, còn khi mà mình đã có cái nền tảng rồi thì cái cái đoán của mình luận đoán của mình ấy thì cái trúng nó nhiều hơn là cái trật. Đó. Thì đó là cái cái mà mà tôi à, tôi thấy là gì? Tôi thấy những cái người mà càng có kiến thức, càng có cái bằng cấp học hành, thậm chí có những người là tiến sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư người ta đâm vào người ta nghiên cứu cái bộ môn tử vi bởi vì người ta thấy rằng là cái 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 cơ sở khoa học của nó 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 nhiều mà nó không có mang cái màu sắc mê tín ha đấy nên người ta rất là là thích Đây. vậy khi mà xét đến tiểu hạn thì mình phải dựa trên cái gì phải có ba yếu tố đấy ba yếu tố yếu tố thứ nhất là yếu tố về thiên thời Yếu tố thứ hai là yếu tố về địa lợi. Yếu tố thứ ba là yếu tố về nhân hòa. Đấy, thì bây giờ trên cái cơ sở ba cái yếu tố này tôi sẽ đi vào phân tích từ từ ha. Đừng bước để các bạn sẽ từ nghiệm ra, từ hiểu ra và có thêm một cái những bạn nào mà chưa có cái kiến thức về bộ môn tử vi này thì các bạn sẽ có thêm một cái cái thông tin, thêm một cái cái cách để mình à, tìm hiểu ha. Đấy thì cái thiên thời mình phải xét theo cái gì cái thiên thời các bạn lấy cái cung tuổi của mình làm cái chính đấy ví dụ cái tuổi tỵ này đi nữ tuổi tỵ thì lấy cái tam hợp tỵ dầu sự làm cái tam hợp chính của mình bởi vì cái cái tam hợp này nó có chứa cái tên cái cái thái tuế tuổi của mình mình lấy cái tam hợp này làm chính và sau đó đem đi so sánh với cái tam hợp của cái tiểu vần của cái 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 vần hiện tại, à, của cái vần hiện tại. Thì là cái vần cái cái uh, của cái, uh, cái cái cái, cái tiểu vần hiện tại của mình đấy. Ví dụ như là uh, cái các bạn tỷ dầu sỉu bây giờ uh, cái um, năm vần của các bạn ấy thì lại rơi vào đó là rơi vào thân tí thịnh đấy, rơi vào. Thì bây giờ mình so sánh xem, ha? À, mình so sánh xem cái ngụ hình của cái hai cái tam hai bộ tam hợp này nó như thế nào với nhau đấy nó sinh hay là nó khác à nó sinh thì là mình được sinh nhập hay là mình phải sinh xuất đấy thì tuổi của tuổi tỵ đấy tuổi tỵ à, thì nằm trong tam hợp tỵ dầu sử nó thuộc trụ về hình kim đấy mà cái vần hàn của các bạn nữ tuổi tỵ đấy thì rơi vào cái ở tại cung thân này thì nằm trong tam hợp thân tí thìn mà thân tí thìn á là là thuộc về hành hành thủy kim sinh thủy như vậy mình bị gì mình bị sinh xuất mình bị là là sinh xuất mà sinh có nghĩa là mình sinh xuất có nghĩa là mình bị hư hao đi đó như vậy nó xét đến cái yếu tố tương quan à, xung khắc thì trước hết là yếu tố là một là sinh nhập hai là sinh xuất ba là tương đồng, bốn là khắc nhập, ba, năm là khắc xuất. Thì với năm cái bước như vậy, thì cái cái mà sinh xuất ấy, mình bị sinh xuất ấy, là cái cái gọi là rơi vào cái yếu tố là, yếu tố là mình thất thế, ha? mình thất lời đi. Đó, và yếu tố thất lời có nghĩa là, là cái thiên thời của mình, của cái bản nữ mà tuổi tỳ đấy, thì trong năm 2024 là bị mình lì mất đi cái yếu tố về thiên thời đấy, vậy còn cái yếu tố địa lợi của mình, à, yếu tố địa lợi của mình thì nó rơi vào cái gì? yếu tố địa lợi của mình thì xét về cái hình của cái cung, à, của cái cung đó hai yếu tố một là cung hai là cục, đấy, thì đối với những cái bàn tuổi tỵ à, mà nếu mà rơi vào cái mệnh của mình mà rơi vào đó là cái cái mệnh kim hoặc là mình thủy thì là là mình hưởng được cái địa lợi ha còn nếu mà mình rơi vào hai cái hành rơi vào ba cái hành chẳng hạn như là hành hỏa là một đấy hành thổ là hai và nếu mà hành mộc thì là mất địa lợi như vậy là hành hỏa này hành thổ này và hành mộc cái ngũ hành cái mang của mình ấy mà rơi vào trong ba cái hành đó thì mình mất địa lợi còn những bàn mà rơi vào cái 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 mạng của mình hay gọi người ta nó gọi nôm na đấy là cái mạng 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 kim là một mạng thủy là hai ha? thì mình sẽ hưởng được cái cái điều lợi cái thứ ba à cái thứ ba là nói đến yếu tố nhân hòa đấy thì yếu tố nhân hòa thì nó à nó dựa vào cái cục của cái cái cục diện ấy cái cục diện có nghĩa là nhóm nhóm là cái môi trường của mình mình tới vào cái môi trường đó mình rơi vào cái môi trường của cái công ty này nó làm được hay không rơi vào cái môi trường của cái tỉnh đó nó tốt hay không hoặc là mình rơi vào cái cái khu vực đó nó có tốt về cái cái điều kiện à, là 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 môi trường hay không thì môi trường có hai thứ ha môi trường con người và môi trường về về tự nhiên á thì nói về đến cái cục đấy thì bởi vì năm nay các bạn tuổi tỵ và tuổi hợi tiểu uh, tiểu hoàn đóng tả cái cung thân mà thân ở đây là nhâm thân à, thì nhâm thân này Ngụ hành của tuổi nhâm thân là thuộc về hành kim à, hành kim Vậy làm thế nào để các bạn có thể xác định được cái cái cục uh, cái tiểu cục của năm nay uh, tiểu hoàn năm nay các bạn nằm ở đâu thì các bạn nhìn vào đây được rồi, mình là đóng tại cái cung là cung nhâm thân không? nhâm thân mà nhâm thân thì nằm trong cái cái con nhà của nhà giáp tý phải làm thế nào để biết nó là con nhà giáp tí Các bạn luận ngược lại Đến ở đây là tuổi à, Coi như là chữ giáp Đến ngược đến chừng nào nó đúng và chữ nhâm Thì mình biết nó nằm ở đâu ha? Ví dụ đây Giáp, ất, bính, đinh, màu, tỷ, cân, tân, nhâm Đấy Nhâm của nhâm cuối cùng nó rơi vào cái cung tí Vậy lấy ân giáp tí này làm cái Cái ân tuần giáp tí Và luận xuôi lại xem cái ngũ hình nằm đâu thì đối với cái ngũ hành của cây nhà nhà giáp nhà giáp tía thì mình sẽ đến như này. Hải 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 lư lư lâm lâm lồ lồ kiếm kiếm. Đây, có nghĩa đây là cái ngũ hành là là kim, kiếm này là kiếm phong kim hành kim. Vậy cái kim này thì nó trường sinh nó tại cái công ty này thì lúc đó mới an 12 cái cái giai đoạn của cái vòng trường sinh. Đấy an 12 giai đoạn vòng trường sinh trường sinh mọc chục quan đới lâm quan đế vườn cho tới tới là tuyệt thai dưỡng ha đấy thì khi nhìn vào cái cung tiểu hà này thì các bạn đứng vào chữ lâm quan đấy lâm quan là cái giai đoạn gì lâm quan là giai đoạn mà cái cây nó trưởng thành lên có nghĩa là nó có được sức sống đấy có được cái sức sống và cái lâm quan này mà nó cũng chính là cái cây con sao lộc tồn đấy. Đấy, bởi vậy thì trong cái trong cái năm 2024 này thì đối với tuổi tỵ và tuổi hơi là nữ thì các bạn hưởng được cái môi trường thuận lợi cho mình. Và cái môi trường này nó cũng là nói đến vừa nói đến cái yếu tố sức khỏe của mình là một, hai nói đến cái mối quan hệ của mình ra ngoài là hai. Nếu mà bạn nào mà có được cái cái cơ hội mình ra đi phía ngoài ra phía ngoài thì mình có được cơ hội để tiếp xúc được nhiều người hơn bạn nào làm trong những cái ngành nghề mà liên quan đến những cái mối kết giao á, à, chẳng hạn như buôn bán nào là hoặc là lịch thương hoặc là marketing á, hoặc là à, trong những cái ngành nghề mà à, có sử dụng nhiều cái mối quan hệ đấy thì trong năm nay tuổi tỵ và tuổi Hợi nữ nhớ là nữ nhé thì các bạn sẽ sẽ có được cái cái lời đấy có được cái điều kiện lời đó đấy thì đó là cái yếu tố mà yếu tố tôi nói đó là về cái thiên thời và điều lợi đấy thì bây giờ nói đến yếu tố nhân hòa thì yếu tố nhân hòa ở đây có nghĩa là xét đến những con sao đấy những con sao thì những con sao này mình nếu mà có lá số riêng thì mình có con sao là nói đến những cái sao chính tinh nói những sao phù tinh, nói đến những bộ lục sát tinh, nói đến cái lục bài tinh và nói đến lục cát ha, lục cát tinh. Đấy, hoặc là nói đến cái cái tứ tứ hóa. Đấy. Thì bây giờ mình chỉ có xem tuổi thôi, mình không bởi vì thêm tuổi thôi nên mình không biết cái cụ thể của mình là cái gì nên mình phải dựa vào cái gì? Đấy, mình phải dựa vào cái cái vòng thái tuế của năm nay. Đấy, thì năm nay các bạn rơi vào cái 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 con cái, cái sao đó là con sao là quan phủ à thái tuế của quê cung thìn năm thìn đóng tại cung thìn à, thái tuế đi vòng một vòng đi tới cái cung thanh chính là con sao quan phủ à, quan phủ mà sao quan phủ quan lâm quan mà đi với quan phủ có nghĩa rằng nếu mà nhận cái bàn nào bạn nào mà làm trong những cái ngành nghề mà liên quan cho đến liên quan này, pháp luật là màu này à, à, liên quan giấy tờ là hai này liên quan đến là những cái ký kết là ba này liên quan đến những cái giao ước là bốn này thì các bạn phải có một cái tâm thế đó là mặc dầu mối quan hệ của mình rồng đấy có được cái mở mang mối quan hệ đấy nhưng nó là cái con sao trụ về quan tùng à, quan phù là chủ về quan tùng ha quan tùng thì phi mà mình ở cái đất ở cái đất ở cái ở cái đất ở cái thế là là bị sinh xuất ra sinh xuất nên khi mà hợp tác với ai thì nhớ cẩn thận bởi vì lời cái lời cho người cho người thì nhiều nhưng mà cái cái lời cho mình thì ít hoặc là nếu hợp tác với người khác thì cái lời thì người ta hưởng mà còn cái hài thì mình mình chịu ha đó đó là cái cái mà tôi tôi nói đối với cái tuổi tuổi tý ngoài cái tuổi nữ tuổi hơi thì sao đấy, nữ thời thì bây giờ mình lấy này mình lấy cái cái cái, cái 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 tuổi của mình hơi mạo mùi đó là thuộc về hành mộc không hành mộc mà cái năm ở đây đó là năm tam hợp của thuộc thủy thân tí thìn thuộc thủy nó sân xuất cho mình có nghĩa là mình được sinh nhập đấy mình được sinh nhập à nhưng mà cái sinh nhập ở đây là nó dính đến nó nếu đối với tuổi hơi mạo mùi đấy thì nó rơi vào cái bộ thiên không của mình. Đấy, có nghĩa rằng các bạn các bạn tuổi hơi mạo mùi các bạn trong cái năm trong cái năm 2024 này các bạn sẽ có điều kiện ra ngoài để kết giao để mở những cái mối quan hệ tốt ở bên ngoài ha, tốt ở bên ngoài nhưng phải nhớ rằng nhưng phải nhớ rằng trong cái tiểu vần này nó rơi vào cái đất cái đất thiên không của cái cái tuổi hơi mạo mùi bởi vì à, cây cái cái, cái cái tuổi hơi thì cái là là cái con sao thái tuế đóng tại cung hơi thì sao thiên không sẽ đóng tại cái cung cung tý này nằm trong tam hợp thân tứ thịnh đấy nên cái khôn của mình á, mình có nhiều cái, cái 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 trí của mình nó nó sáng hơn Đấy, đôi lúc mình nói là mình nhân nhảy hơn nắm bắt được cái nhiều cái thời cơ hơn nhìn ra được cái nhiều cái, cái 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 nguồn lời hơn nhìn ra được cái nhiều cái cơ hội hơn nhưng phải nhớ rằng đây là cái đất thiên không nên có thể là mình đạt được ở cái mức độ nào đó rồi sau đó nếu mà mình không có biết dừng lại đấy thì cái cuối tiểu vận cuối năm thì nó sẽ sẽ rơi vào cái 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 cái, cái đất không có nghĩa là có rồi mà mà thành không ha đó thì sẽ không không tốt và một cái điều ở chỗ như lúc nãy tôi nói đó là xét đến yếu tố thiên thời địa lời nhân hòa thì các bạn tuổi hơi cũng vậy đấy những cái bạn nào mà mình của mình đó là mình kim đó là mình thủy thì mình sẽ được cái địa lợi ha được đi lợi có nghĩa là cái sức khỏe của mình nó sẽ tốt đấy cái thứ hai cái thiên thời của mình là mình ở cái thế, ở thế là thông minh, nhìn ra được nhanh nhảy hơn, nhiều cái hơn, nhưng phải nhớ luôn lấy cái chữ phước, chữ phúc làm đầu. Bởi vì trong tam hợp này của mình nó vốn chỉ có đến tứ đức, đó là thiên đức, long đức, nguyệt đức à, và phúc đức. Thì những cái người nào mà mà ăn vào được cái chữ cái chữ tứ đức này đấy thì các bạn mới mới lấy được cái 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 cái, cái con sao lâm quan cái lọc tồn của cái cái cục của mình ha còn nếu không thì nó sẽ là là rơi vào cái cái thế thiên thiên không của mình trong năm nhé Để tôi nói trong năm đấy còn về cái cái một cái điều nữa mà trong năm nay tuổi tỵ và tuổi hơi nữ tiểu vần của các bạn bị con sao đó là sao triệt lộ nó rơi vào đây Đấy, triệt lộ ở tại tại cái năm giáp thì triệt lộ nó đóng tại cái cái cung cung thân và cung dầu này ha. Đấy. Như vậy triệt lộ đấy thì là cái con sao mà nó mang tính chất là là là, là ngăn là ngăn ngăn cả đấy, triệt lộ giống như cái là cuối đường ấy. đấy triệt là luôn luôn nó đóng vào cái đất nhâm nhâm quý nhâm quý nó tưởng trưng giống cái con đường mà đi tới mà gặp gặp nước rồi thành ra là không không đi thêm được nữa đấy mà con sâu triệt này ấy, thì nó có cái tính chất là gì nó tính chất nó phát tác mình vào đầu năm đấy nên đối với tuổi tỵ và tuổi hơi nữ thì từ à, từ tháng giêng mà cho tới cho tới qua tháng tháng năm ha, tới qua tháng năm thì các bạn à, không không nên ha, không nên là, là 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 là, khởi sự gì gì sớm ha bởi vì, bởi vì là cái con sao trịt này nó sẽ nó đóng vào cái cung tiểu tiểu hàn của mình mà mà nó phát tác vào cái đầu năm nữa nên là nếu mà các bạn mà có cái khởi sự gì á hoặc là đi lại đâu đó mà đi xa đấy thì nó không có lời cho mình không lời cho mình và một cái thêm nữa cái tuổi tỵ và tuổi hợi trong năm nay ở cái, cái 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 nữ trong năm nay có con sao thiên lộc và con sao thiên mã từ cái cung dần này này nó chiếu về ấy mà thân tí thìn thuộc thủy nó át được cái dần ngò tất thuộc thuộc hỏa mà khắc có nghĩa là chiếm khắc có nghĩa là đoạt có nghĩa là mình đoạt được cái cái lọc này lọc mã này nên trong năm các bạn sẽ có cơ hội một là đi xa hai là có thể có cơ hội để để lấy được cái lọc à, lấy được lọc và nhớ rằng cái lọc này là lọc không bền các bạn nhé lọc này không bền bởi vì lọc ngủ không Đấy Nên khi mà kinh doanh hoặc là làm cái gì đó Mà được rồi đấy Đừng có tham Đấy Bởi vì cái này à, Đối với cái tuổi hơi ấy, mạo ngùi đấy Nó sẽ có cái câu Ứng với cái câu đó Tham thì thâm Đấy Tham một tí Nhưng mà nó sẽ thâm Rất là nhiều về sau đấy. Đó là một trong những cái Mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Đấy À, và trong có thêm một cái cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái năm nay đấy đây năm nay là năm giáp mà tính năm giáp ấy thì cái hóa khí của nó đó là cây uh, trong cái hóa khí của bộ uh, bộ tam cát là bộ, bộ tứ hóa đấy uh, thì uh, giáp liêm phá vũ dương con sao thái dương ấy nó nó hóa kỳ thái dương hóa kỳ mà thái dương vốn gì là vừng quang vừng nhật nguyệt mà bây giờ nó gặp kỳ có nghĩa là nếu mà những cái bàn nào mà đang ở cái đồ ở cái, cái 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 ngưỡng đó là mình mình phấn đấu về công dân mình lấy công dân làm đầu đấy thì phải để ý cả bị tai tiếng ha bị tai tiếng người ta nhìn mình với một cái cái con mắt không tốt và mình sẽ mang tiếng ha mang điều tiếng thì phi không hay còn đối với là cái cái chữ cái cái lọc ấy thì do cái con con sao liêm trinh nó nó hóa khí thần thần lọc mà liêm trinh hóa khí thần lọc liêm trinh tượng trưng cho vừa là cái đào hoa thứ nhưng mà cũng tượng trưng cho trừ trừ là liêm khiết ha nên lấy chữ liêm liêm khiết làm đầu có nghĩa là mình có làm cái gì á đầu tư cái gì kiếm được kiếm lời thì phải lấy cái đường chính dân để mà làm còn đừng có lấy cái cái tiểu ngật ha lấy cái 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 cái, cái mánh khóe Đấy, lấy mến khóe thì thì cái cuối cùng cái cái con sao sao thái dương nó chiếu vào mà nó nó hóa kỳ nữa rồi thì thành ra là điều tiếng cuối cùng là mình mình ấy vào ha đó là cái cái điều không không được tốt nha đấy thì thôi trên đây là một đôi điều để chia sẻ với các bạn về cái cách xem tiểu hàn đối với cái bộ môn tử vi và là tôi muốn nói đến cái tuổi tỳ và tuổi hợi về nữ còn về nam thì hẹn các bạn vào vào số khác ha và bài khác xin chào và hẹn gặp lại các bạn